Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9 tháng 3, ngành y tế đã đưa nam bệnh nhân 49 tuổi quốc tịch Anh nhiễm COVID-19 thứ 31 từ Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị theo quy định. Bệnh nhân người Anh này nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài Hà Nội vào ngày 2 tháng 3 trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19. Sau khi đi tham quan tại Hạ Long, Quảng Ninh, tối ngày 5 tháng 3, du khách người Anh đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, rồi đi vào Quảng Nam lưu trú tại một khách sạn ở thị xã Điện Bàn và đi tham quan một số di tích tại Hội An. Đến ngày 7 tháng 3, du khách này được cách ly tại chỗ theo quy định. Đối với 16 trường hợp tiếp xúc gần với du khách này thì đã được ngành y tế tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, đồng thời tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần thứ hai toàn khu vực.